Ba số xe ở đây, ngày nay dân thua vlog tất cả lại linh tật muối đại thông dân kế nơi không có thể cao mà gì hơi chọn đơn thang lại nâng lại ná xong tam nam tất nào thế bạn ngày này đây dân thua tầm nào tất cả Garden City Water Park đại viên mình tìm tăng sát nơi chất vị miền chân nhé và đồ chìa Safari phòng này chân dân thua tầm nào tam plâu lấy bằng muối hơi là hô tỏ lo về miền chân nhé phải cắt cho miền chân nhé cắt tầm tầng tử dân đo lại những hai bạn chân xôm tam đang thật nạp bằng to tiết bạn Phnom Penh Garden City Water Park nè miền trung ngay và hai chi 20 km pi tì cái đồng Phnom Penh mà. Sao vậy? Ấy là sao vậy? Cả đợt một tập hàng viên ấy chết sao vậy bà? Chẳng thì bạn. Chẳng muốn đừng cho đọc hàng nông dân còn miền còn lại bùa còn đáy hay nâng lại bàn chìa cơ phòng này đang bày ca phía chìa phó tùm phí chung ngư cô với đồng buồn bàn rồi nhưng mà con hát dân thật tình sử bọt ở đây bà nên cứ như cái lại tình sử bọt hay lại nước lại cái tên của bạn bà nếu cứ chơi smart chắc đã bạn dân man mau cho mùi khné hơi chậm này lại như vậy cứ chơi cái lại tiếng spot spot mỗi mình đầm lại đập trăm đô la và xem lại mình được bao nhiêu bạn chắc là bây giờ dân tiếng spot dân đang ban sai đại mua xem lại đang bật đại dân sai đại xem lại dân ca dân châu cái dân chân là không lại nâng hay dân ai phải cho lôi dòng bay chai lôi được nông hàng không nâng đòi cho lôi tạm sạch đại những phòng này vì bước hàng không nâng kẹo chai lôi để lôi sọt với bạn chẳng phê cho một đòn nâng dương miên cả lại xâm rập lụa ở bài văn xâm rập dân hai tận nâng phòng này và sân ở dương miên cả ai hai tận ấy dân gọi ai mà tin là nâng bản này miên tăng phí lê gầm ca phía gầm đại thức ngay miên tăng phí xong và đại xem xe nơi miên nên tin đi thẳng ở bà chẳng dân ai ta xa tay dân an tinh nâng cho scan nằm bay ở chỗ nó không khẳng nông lên tầng bàn bàn nó bây giờ dân scan AI ở hơi dân cho mà khẳng nông đi cứ chỉ cần lại lên tầng ọt đại bên mình có cho ai dân nâng phòng này bàn
អស់នេះឥឡូវយើងបានមកដល់ម៉ោង 5:06 ហើយយើងបានបិទគេបិទម៉ោង 5 បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរចេញទៅវិញហើយបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្នាមវីដេអូមួយនេះបាទអរគុណបាទអូនេះវីដេអូមែនទេបាទចាំពីមុន